Con xin lỗi tất cả người buôn bán, tiểu thương ở nơi đây. Tiểu thương ở nơi đây ạ. Vì con đã có hình ảnh như thế này. Vì con đã hình hài như con ma ở đây ạ. Ừ. Con xin lỗi luôn tự nhiên và tạo hóa. Xin lỗi tự nhiên và tạo hóa. Để có nhân giống một cái giống xấu như con. Rồi chừng nào hết má. Con có một chuyện nữa. Rồi nói sao nữa, nói nữa nè. Thì đó, nói đi. Nói xin lỗi tạo hóa về tự nhiên. Xin lỗi tạo hóa tự và tự nhiên. Đã lỡ tai nắng nó ra một con như chú ôn chú ngục như con. Đã lỡ tai nắng nó như một gì? Một đứa. Một đứa. Như chú ôn chú ngục chứ con. Chú ôn chú ngục như em. Con. Đây là chè em quá, về với anh. Về với anh, về đi, về đi. Đi 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 đi. Không muốn kêu về nữa không? Hết về được. Anh quay nữa. Thôi rồi. Đưa đưa đưa. Con nó khóc luôn. Thôi khóc nữa là khóc. Con Con nhỏ nó thấy cái tóc giả nó khóc luôn. Nó thấy tóc giả nó khóc luôn rồi. Trời ơi là trời. Con ơi con. Con xin lỗi cháu đi. Chú chú xin lỗi con. Trời nó ghê quá, một nhỏ khóc luôn nè mọi người. Nó ghê mà nhỏ khóc luôn đó mọi người. Trời ơi là trời. Cái đầu lại chi nhỏ khóc phải rồi. Trời ơi, mày bây giờ mày lại, mày bây giờ mày không không cần cái đầu mày lại đi lại cái mày đi lại. Hai chục bình mang về. Anh đợi em tí xíu được không? Khách đang đợi á. Anh hai chục bình phải không? Thiệt không? Đừng có xạo với em nha, thấy em BD bịch 30 ngàn á. Anh thấy em BD lừa gạt em nha nha. Quỷ sứ. Quỷ sứ. Ok, anh ngồi đợi em đi. Ngồi đợi xếp hàng đi. Kìa, người ta xếp hàng, không lẽ em đưa anh trước, quỷ. Vậy vô lùm đi cha. Vô lùm đi cho cha trước nè, đưa hai cái trứng cút trước lấy không. Vô lùm mới đưa được. Thôi 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 cha, vô đường chứ. Không, quỷ sứ. Con, đá trứng cút chú đi con. Lấy cái tài bột đá. Khóc luôn rồi trời. Đó chưa, anh đã công nhận nó không phải là tóc giả. Tóc giả chỉ là 1/3 thôi. Mà có gương mặt đó là 1/8 còn lại. Con. Sao con khóc? Trời ơi là trời. Trời ơi nó khóc. Chị Tiên. Lên đây má. Trời ơi là trời. Tao làm gì đâu. Tao lại mày, tao lại mày. Con có làm gì đâu. Mày đừng có nhìn qua nó nữa. Mày đừng có nhìn nó nữa. Nhìn sao nhỏ nó cơ nó khóc luôn. Mày lại mày quỳ, mày xin lỗi nó đi. Lại đó. Cô đi. Trời ơi, coi nè. Cô thiệt. Trời nó không có nước mắt luôn. Ờ, đó đó. Không kìa. Thôi con này, không đi, không con này, đi. Trời ơi trời, nó sợ kìa. Đi ra đi má, đi ra. Đi ra đi. Trời ơi là trời. Thằng nhỏ thấy đó, thằng nhỏ khóc vậy đó. Trời ơi có ai không? Không có sao đâu con, không có sao đâu. Nó có làm gì con? Không sao đâu, không sao đâu. Rồi mày đi ra chỗ khác đi má ơi. Nó nói là ma. Trời ơi nó nói là ma. Nó nói ma. Nó la làng ma gỗ gàng. Trời ơi trời hôm thứ. Trời ơi là trời xâm lét ơi, mẹ nhục quá xâm lét ơi. Kê. Rõ thiệt nên nó xa, anh muốn mua anh mang về được. Anh đi dưới lòng anh chạy lên đây là ok đó. Anh ngồi đó đi. Em cũng phải đợi bánh nào. Được bánh ra rồi em đưa cho, không? Bao lâu nữa? Hơn 5-10 phút à? 5-10 phút. Tại vậy chút nó hơn 10-15 phút quay lại lấy rồi. Ok anh, ok. Đấy đi nha. Chơi đi, ừ ok. Trời ơi. Nhỏ nó thấy nó khóc gì đó chị Tiên. Nhỏ nó thấy mình nó khóc vậy đó.
Tôi thấy con xinh lép mà nó khóc gì đó. Trời ơi, nó mát gần mặt vô nó còn la lên nữa đó. Trời ơi là trời. Không sắc đẹp xinh lép làm cho mấy đứa khóc là hay á. Thằng nhỏ thét, trời ơi. Kì kìa, người ta để là thằng nhỏ thét. Trong vô giọng thấy ghê quá. nó la lên mà nó không được sự. Vậy nè. Vậy là cuối cùng cái ông kia ổng không có được lấy seamless rồi nha. Không được nha. Không có sao đâu con ơi. Tiếp tục nè. Rồi, tới ai vậy ta? Áo vàng ơi, áo vàng. Cho em 3 phần, 1 phần. Này 2 phần. Là 3 phần. Chị lấy cho em đi. Không. Từ bây giờ tôi đứng là tôi lấy. Chị Thi bán cho em đi. Có người bán rồi. Rồi cho qua luôn nè. Anh cầm bao nhiêu tiền đó? 1 phần. Tới tôi kêu người khác à. Rồi người khác luôn mọi người ơi. Rồi nhanh tay đệ chân nè. Rồi ba người. BD gặp ô môi là trái tay nha. Trái tay nghe. Đây chị gửi đây, chị gửi cho em đây. Chị đưa cho em tặng tay em bán mấy ngon. Em gửi tiền rồi. Ủa đưa chưa? Ủa sao? Đưa cho em thì em bán mấy ngon. Vui cười em coi. Cười đi. Cười, em bán mấy ngọt, em đi ba cái số, giống thương em hả? Cười rồi đó. Trời ơi. Thôi cười cũng được rồi. Một bịch nữa. Ủa nãy hai không, ba bịch. Thêm hai bịch nữa. Rồi sao bán đằng sau vậy? Ok. Đưa cho đây người ta. Nè, có hai đứa nè, có một đứa. Không ăn. Rồi ok. Hả? Hai phần nữa cho em này. 10 cây. Có 10 cây cũng xa mà. Nhỏ khóc quá trời khóc luôn. Tội nghiệp nhỏ vậy sao. Ok chụp đi em. Đây là chụp hình. Chụp hình. Vô đây chụp hình nào. Chụp lát kia mà. Ồ em ở đâu, em ngồi đâu. Đây. Không, chị đang tính cái hàng ngang á. Ngày 20 của ai vậy? Mày cái đây nè, cho thấy anh nắm. Anh nắm. Không làm ma nữa. Rồi. Sợ quá. Tôi sợ quá. Thì lên cao. Mẹ con bé này sợ mà nè. Bà ơi mà nó xuống cái. Chụp hình kìa. Ok chụp đi. Cười. Cười. Cười đi. Đau lòng quá. Được rồi. Cảm ơn. Đau lòng quá. Em về nha. Tỉnh. Đó là phong cách hình đó chưa? 5 phần. Rồi, ok. Cảm ơn nào. 5 phần. Qua đây không làm ma thôi. Trời ơi con ơi con. Người ta sợ. Ta sợ thiệt luôn á. Cái gì ông nội? Ông kêu ông ai tên Hùng? Trời ơi hết hồn. 3 phần, ok. Ok, qua đây, 3 phần. Mẹ ơi, đích đảo quá mẹ. Bà. Ờ. Lại. Chống muốn lần. Rồi, cảm ơn chú. 3 phần đâu? Rồi, tới ai vậy ta? Đó. Hả? 3 phần. Trời ơi là trời, nhỏ nó khóc xanh mặt luôn á trời. Em ơi, lấy thêm một phần trứng nào được không? Rồi đây đưa em một phần trứng cho chẳng 100 ngàn. Rồi. Tại mẹ không? Rồi. Còn ai bên đây vậy ta? Ai bên đây mua bánh? Rồi không có phải không? Rồi là dòng đầu rồi. Nhỏ khóc tới tuổi luôn mà. Được. Ok, 2 bịch của con. Con có 10 ngàn không? Con kiếm 10 ngàn hóa giùm cô nha, con không có tiền lẻ ở đây á. Ừ. Đó. Giờ con đợi cô khoảng nửa tiếng nữa, khi nào cô có tiền lẻ cô thối con nha. Cô bên đó lấy bánh đi con, thiếu con 40. Rồi ăn. Có 10 ngàn không?
Được khoảng nửa tiếng nữa. Cathy coi gom, Cathy có gom có tiền, Cathy đưa cho nha. Ok. À, đưa để đưa 500. 400. Ok. Ok, bốn bố không? Thiếu ai 40. Bên đây mấy phần? 3 phần. Ok ok. Rồi tới em. Rồi ok. Ok em. Bên đây 1 phần trứng luôn. Bên đây 1 phần trứng luôn. Rồi tới em. Chục view luôn kìa. Chục view hả? Qua đây đúng rồi, qua đây nè bé. Mấy phần? Rồi ok. Rồi thiếu bé con gái nhiêu vậy ta? Thiếu bé gái này 40 phải không? Ừ, đâu rồi, nó đâu rồi? Sao đông thấy đâu, ở đây vậy trời? Ừ, ok ok. Rồi, đâu về hả con? Ừ, mẹ nghĩ có về sớm đi, tội nghiệp nhỏ. Ok. Mai qua không biến quá nữa. 3 phần ok, các thứ đó là 10.000. Đó, có 10.000 cái thay đó liền à. Qua bên đây lấy bánh đi em. Mấy phần? Đứng lên. Nhỏ nó sợ quá, nó khóc giờ rồi. Nhìn nữa. Nhìn cái nữa nha. Nhìn cái nữa rồi. Về em. Về. Về đó con. Bà nó hoài. Về, nhớ lên. Về. Rồi ok, em này 2 phần luôn. Qua bên đây lấy giùm các thi không? Em gái ơi. Về nha. Chào tất cả mọi người. Về nha mẹ. Ok con.